Chào mọi người, tiếp tục clip số 2 trong ngày. Ngày 26 tháng 3, mình có một số cây phôi hàng khai thác núi rừng. Đa dạng các loại cây, giao lưu đến mọi người. Các lô đầu tiên là những lô đồng giá 300. Mỗi lô rất là nhiều cây. Nguyên một combo chỉ 300. Mình bao ship. Những cây mini rất là dễ trồng. Tỷ lệ sống rất là cao nên mọi người yên tâm. Cây đầu tiên là cây sơn liễu. Cây trắc dây, cây trắc là dòng cây gỗ rất là quý. Gỗ trắc được xếp vào nhóm gỗ quý hiếm. Cây bạch mai rừng. Cây bạch mai rừng hay còn gọi là cây thành ngạnh. Cây trắc dây. Cây trắc dây, cây sơn liễu. Cây này cũng là cây sơn liễu. Cây trắc dây, cây mini có lũa, cây rất là hay. Những lô này dành cho anh em có gu chơi cây mini, sưu tầm hàng mini. Nguyên một combo thì rất là nhiều cây. Cây sơn liễu và cây sơn liễu. Giá cả lô là 300, mình bao phí ship tận nhà. Giá rất là mềm, mọi người dễ sưu tầm. Lúc ship đi mình sẽ ủ ẩm cho phôi. Mọi người khi nhận phôi có thể giữ nguyên bọc tầm 1 tháng sau thì có thể tháo ra trồng. Hoặc những cây mini thì có thể trồng trực tiếp vào cát. Sau khi trồng thì dùng túi ni lông trùm kín lại để giữ ẩm cho cây. Cây sẽ phát triển rất là nhanh. Lô số 2 giá cũng là 300 bao ship. Cây rất là hay. Cây này là cây cho mồi sẽ cây cho mồi lá tròn. Dòng cây có thể ghép được sam núi trái. Cây co quái rất là hay. Quả cho mồi khi chín ăn có vị chua ngọt. Ăn rất là ngon. Cây dũ dẻ. Dũ dẻ có lá và quả rất là thơm. Lá, quả, hoa đều rất là thơm. Một cây sơn liễu. Cây dũ dẻ. Cây sơn liễu. Cây này cũng là cây sơn liễu. Cây thân xoắn rất là hay. Và cây trắc dây. Giá cả lô là 300 bao ship. Lô phôi mã số 2. Tiếp tục là lô số 3. Giá cả lô là 300 bao ship. Bao gồm một cây bạch mai rừng. Tất cả các dòng cây trong clip này đều rất là dễ trồng. Một cây chiều xuân. Hoa chiều xuân nở rất là thơm. Cây có rễ rất là quái. Một cây móc. Một cây bằng lăng. Cây bằng lăng da trơn. Hoặc là cây còn gọi là cây bằng lăng da ổi. Hoa của cây bằng lăng rất là đẹp. Cây này cũng là cây bằng lăng. Dòng bằng lăng cực kỳ dễ trồng. Cây này là cây bằng lăng. Lô này dành cho anh em có gu chơi hoa. Giá cả lô là 300 bao ship. Lô phôi mã số 3. Tiếp tục là lô phôi mã số 4, giá 300 bao ship. Bao gồm một phôi bằng lăng, cây bằng lăng là cao tầm 65. Cây lắc đều và vót ngọn. Một cây hồng mai. Cây hồng mai và bạch mai đều có tên gọi chung là cây thành ngạnh. Cây hồng mai thì có hoa màu đỏ, cây hoa màu đỏ hồng. Cây chòi mồi lá tròn. Chòi mồi lá tròn thì mọi người có thể ghép được sam núi trái. Và một cây bạch mai. Bạch mai rừng. Giá cả lô là 300 bao ship. Lô phôi mã số 4.
Lô phôi mã số 5, giá 300 bao ship, bao gồm 3 phôi bằng lăng, 1 phôi trắc và 1 phôi bạch mai, phôi trắc dây. Cây chân rễ rất là hay. Và các phôi bằng lăng, bằng lăng rất là dễ trồng. Những cây không rễ như này đều tỷ lệ sống đều rất là cao. Cây bằng lăng, bằng lăng dòng cây rất là dễ trồng nên mọi người yên tâm, cây trồng không sợ chết. Cây bằng lăng và cây bạch mai rừng, giá cả lô là 300 bao ship, lô phôi mã số 5. Tiếp theo là lô phôi mã số 6, giá 250 bao ship, lô phôi bằng lăng. Cây bằng lăng có đường cơ gấp rất là hay. Và hai phôi bạch mai rừng. Cây gián bò hình thú. Cây này có thể trồng được hai gián hoặc là mọi người có thể dựng lên. Lô phôi mã số 6, giá 250 bao ship. Lô phôi mã số 7, bao gồm một phôi bạch mai, một phôi bằng lăng và một phôi hồng mai. Giá cả lô là 450 bao ship. Một cây bạch mai, cây gián đổ, cây đổ rất là hay. Một phôi bằng lăng, cái này cũng có thể trồng được cây bay, gián bay hoặc là gián đổ. Cây có đường cò rất là hay. Quần phôi hồng mai, giá cả lô là 450 bao ship, lô phôi mã số 7. Cây bạch mai rừng mã số 8, giá 300 bao ship. Hoành thân tầm 45, chiều cao 45. Cây cúc to lùng lực, giá trị 300, mình bao ship. Cây bạch mai rừng mã số 8. Tiếp theo là cây bằng lăng mã số 9, giá 220 bao ship. Cây cúc to, chiều cao tầm 60, giá 220 bao ship. Cây bằng lăng da ổi mã số 9, lô số 10 bao gồm hai phôi trắc dây, hai phôi trắc có lũa rất là đẹp. Lô số 10 giá 380 bao ship. Những cây cá lũa này mọi người nuôi cây thì rất là nghệ thuật. Lô trắc mã số 10 giá 380 bao ship, bao gồm hai phôi. Cây bạch mai rừng mã số 11, cây ưu bướu rất là hay. Cây ưu bướu khắp thân, hoành thân tầm 35, chiều cao 70. Giá giao lưu là 280 bao ship. Cây bạch mai rừng mã số 11, giá trị 280 bao ship. Giao lưu giá mềm cho mọi người sưu tầm. Dòng cây bạch mai rừng thì rất là dễ trồng, tỷ lệ sống của cây rất là cao. Cây bạch mai rừng mã số 11, giá 280 bao ship. Và cây cuối cùng là cây bạch mai rừng mã số 12. Cây cốt rất là to, hoành thân tầm 50, chiều cao 70. Cây bạch mai rừng mã số 12, giá giao lưu là 400 bao ship. Giá sổ rẻ cho mọi người sưu tầm. Cây này rất là to, giá trị 400 bao ship. Cây bạch mai rừng mã số 12 cũng là cây cuối cùng trong clip. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại phía góc màn hình
Đây là số Zalo của mình.